Hi everybody, welcome to my channel. I'm Chef Game. Today I play two game. The first game I play is Sausage War. Now let's go. Rồi mời các bạn xem clip nha. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Hôm nay mình sẽ sử dụng skin để xem nha. Skin Sucky. Rồi chúng ta sẽ chơi chế độ không giới hạn nha các bạn. Đấy. Chúng ta di chuyển nhân vật của mình. Đó, đi chiến đấu với những người chơi khác để tìm ra ai sẽ là người tiêu diệt nhiều nhất thì sẽ đứng đầu bảng các bạn nha. Wow, khá là đông luôn. Oh my, úi trời ơi. Chúng ta cố gắng, oh no, đừng có di chuyển vào lưỡi nha các bạn. Rồi, ta nhặt được cái tuyệt chiêu xây đầu. Oh my. Ây, cẩn thận, lửa. Chúng ta cần di chuyển né lửa ra nha. Rồi, quất luôn. Wow, đông quá nên khung mình nó khá là lắc nha các bạn. Ui, mình đã tiêu diệt được 19 mạng. Hiện tại đang là đứng top 1 nha. Wow. Chúng ta tiêu diệt càng nhiều thì nhân vật của chúng ta sẽ càng to nha. Và hiện tại là mình đang mát thôi, mát tối đa. Ui, tự mình tự tử luôn. Và mình... Wow, khá là đông luôn các bạn. Trời ơi. Oh no, mình đứng ở vị trí thứ 3 nha. Rồi, chúng ta tiếp tục quán thứ hai. Một cái bản đồ mới. Hiện tại đang ở trong cái phòng trên bàn thí nghiệm nha các bạn. Ui, trời ơi. Rồi. Ở đâu hết rồi? Ui trời. Rồi, mình đang chơi chế độ này là chế độ cấp nha. Ôi trời. Thanh niên này láo nháo. Đó, ở chế độ này chúng ta cố gắng là người sống sót cuối cùng nha. Đó là chúng ta sẽ giành chiến thắng nha các bạn. Mặc dù chúng ta tiêu diệt ít hay nhiều nha, mà cố gắng đứng ở vị trí cuối cùng là ok. Chúng ta sẽ thành công. Ấy, cây dao kỳ, cẩn thận. Ui trời ơi. Ui, đóng quá. Oh my god. Chết đi. Ôi sao mọi người lại ép mình thế này. Ui. Giờ xuống luôn. Rồi chúng ta đứng vị trí thứ 5. Ok, chúng ta tiếp tục chơi chế độ không giới hạn nha. Cho nó đông vui nào. Rồi chạy đâu. Lên. Chết. Quá dữ luôn. Úi trời ơi. Wow, cái con này to thế. Cố gắng tiêu diệt nhiều để mà biến to hơn. Nhân vật của mình càng to thì cái lực đánh sẽ mạnh nha. Mà văng ra xa hơn. Chết đi. Đây có lửa này, có lửa. Rồi xong. Mình sẽ chạy đi thải lửa ra thôi. Ôi trời. Oh my. Trời ơi. Khá là đông vui luôn. Oh my god. Tiếp tục. Mình rớt xuống đứng vị trí thứ 3 rồi. Rồi, phun lửa ra. Đó, lửa. Đứng vị trí thứ nhất nha các bạn. Quá xuất sắc. Rồi, mình sẽ chơi thêm một quán nữa nha. Đó, mỗi ngày mình sẽ lựa chọn nha hai tựa game hấp dẫn và thú vị để chơi cho các bạn xem nha. Các bạn cố gắng dành ra 10 phút để mà xem video của mình. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Rồi, chúng ta đã nhặt được cái xe đầu. Wow. Ui. Đông luôn. Quất một phát mà đứng lên vị trí thứ hai. Rồi thải lưỡi cho nào. Ui xồi rồi. Đông quá. Trời đông thế này. Chết đi. Ui xồi.
mình thích nhất cái tuyệt chiêu xoay đầu à. Đó, nó rất là mạnh. Ô rồi đây nó kẹt đây, sao mà lấy được, kẹt nó không lấy thế nào mà lấy được, chết nè. Rồi mình đứng ở vị trí cái cuối luôn quá, không thấy trên bảng xếp hạng nha. Rồi thua. Ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo, the next game I play is Sausage Run. Rồi, và đây là giao diện game của chúng ta à, để mình lựa chọn skin mới nha các bạn. Để xem chúng ta có skin gì đây. Rồi, mình sẽ sử dụng cái con Custard là một con xương rồng nha. Rồi, chúng ta bắt đầu chơi nào. Wow, hiện tại mình đang ở level 71. Cẩn thận nước nha, nước tự bòi rất là mạnh nhá. Úi xời, đi đây, quá luôn, quá luôn. Có cụ. Oh my god. Rồi chúng ta chơi lại quán thứ hai. À, mình gặp con cu mình đừng có chạy qua nha. Ôi dồi dồi dồi. Rồi biến nhỏ này, biến nhỏ xíu luôn. Con cua đâu? Nó vồ mình hai phát. Rồi đã nhặt được cái ổ bánh mì nha, nó sẽ bảo vệ chúng ta. Ok. Rồi chúng ta tiếp tục level 72 nha. Chúng ta di chuyển từ từ thôi để mà né cái con cua nha các bạn. Ôi giời, mọi thứ đã đóng băng. Chúng ta tranh thủ mà di chuyển thôi. Ô cổ mày. Ây da, mày quá. Ôi luôn, 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 luôn. Ôi trời ơi. Rất may nha. Tiếp tục. Wow, cái xích đu. Ây da, ôi trời ơi, ngay đầu luôn. Rồi, nó biến bự lên hơn. Đó. Ê, cẩn thận con dịch. Rồi, biến nhỏ lại. Ồ. Ok, quá xuất sắc. Đấy, mình sẽ qua level tiếp theo nha. Level 74. Oh no, mình đã chạy hơi lố nha các bạn. Ê con mèo. Mình cay nhất là con mèo, là con cua nha. Rất là khó di chuyển khi gặp hả. Quá lúc. Chúng ta biến to hơn thì tăng khả năng bị dính đòn nhiều hơn. Rồi. Ok, chúng ta qua level tiếp theo, level 75 nha. Ây da. Ô con mèo. Ôi. Mày quá. Mày quá, mình di chuyển chậm nha, chung thôi là sắp mặt. Úi giời, xém chút nữa rồi. Úi xui. Ê, con mèo này nó me mình hoài thế nhờ. Quá luôn. Rồi, mình sẽ chơi thêm một quán nữa nha. Đó. Ôi nhanh thế. Ờ, cái mẹ này nhanh quá. Được, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Càng trở về sau những cái level nó càng khó nha các bạn. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Ui dồi 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 dồi. Ờ, còn mì khá là hên nha.
Rồi ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu clip hay đừng quên để lại cho một like, chia sẻ đăng ký kênh giúp mình nhé. Và nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye, see you again.